theo thầy là thái độ tốt hơn hay là trình độ tốt hơn ạ? À, câu này tôi nói thật nhé, câu này tôi trả lời mãi rồi. Các bạn cũng ném đá ném gạch thì tôi trả lời như thế này. Tất cả doanh nghiệp khi tuyển sẽ bao giờ cũng bắt đầu bằng trình độ. Đầu tiên bạn phải đủ trình độ để có thể vào doanh nghiệp đấy làm việc. Và trong khi những bạn có đủ trình độ thì người ta sẽ trọng dụng những người có thái độ làm việc tốt. Còn nếu trình độ không đủ, đấy không học được ít nhất như hiện nay cao đẳng MET thì làm sao đi làm ở các chỗ khác? Có đúng không? Em xòe ra tấm bằng là thiết kế đồ họa của cao đẳng MET thì em đã vượt được qua vòng gửi xe một cách dễ dàng. Bởi không, nghiêm túc, cái hội học đại học mà đi làm thiết kế đồ họa nhá, phần lớn không làm được. Tôi nói thật, mặc dù học hơn các bạn rất nhiều, nhưng bởi vì không có nghề. Cái chữ có nghề ở đây là cao đẳng vượt trội so với đại học. Tôi nói thật, các bạn đại học cũng có những điều khác hơn các bạn hơn các bạn. Nhưng nói về có nghề thì cao đẳng hơn hẳn đại học. Ra phát là làm việc được ngay. Hiểu ý không? Và nếu như có thái độ tốt thì hoàn toàn tự tin. Được chưa? Phải đủ trình độ để vượt qua được vòng gửi xe. Và trình độ này rất hay, nhiều khi không phải là bằng đâu. Các em hãy đính một cái đường link, một cái video về một cái sản phẩm mà các em thiết kế đồ họa. Cái đấy nó còn hơn nhiều cái bằng cấp đại học hay bằng cấp cao đẳng. Em đính cho tôi độ 5 cái link những cái sản phẩm đồ họa mà em tự tay em làm, không đụng đồ với ai, đè được cả những ứng dụng Sora của trí tuệ nhân tạo thì người ta nhận em ngay. Hiểu ý không? Xong vào lại thấy phấn đấu mỗi ngày, lại đẹp trai thế này, dạ vâng, lại được lòng lãnh đạo, thái độ làm việc tốt thì hoàn toàn tự tin bản thân mình. Được chưa? Cảm ơn em. Vâng, em cảm ơn những chia sẻ của thầy ạ. Vâng.